Dạ vâng, số bạn hàng online lại xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể anh em yêu thích đam mê săn bẫy, đặc biệt là bẫy rắn. Trong một cái video giới thiệu sản phẩm này gửi tới các bác, cái mẫu bẫy rắn mà bên shop nhà em bán rất chạy trong cái thời gian qua. Anh em nào mà xem được cái video em giới thiệu lưới bẫy rắn mà cần mua lưới thì hãy để lại số điện thoại cũng như là cái bạn Zalo để bên shop được tư vấn, được cho đơn gửi hàng cho các bác. Hàng thì ship hàng COD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok phải thanh toán. Giờ thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết đến cái dòng sản phẩm lưới bẫy rắn. Đối với cái dòng sản phẩm lưới bẫy rắn này thì bên shop nhà em có hai loại các bác nhá. Loại mắt 4 phân và mắt 5 phân. Đối với cái loại mắt 4 phân thì bẫy được từ 3 lạng cho đến 3 cân rưỡi, 4 cân. Còn đối với cái lưới mắt 5 phân thì các bác có thể bẫy được từ 5 lạng cho đến 4 cân rưỡi, 5 cân. Khổ của nó thì có hai khổ chính, khổ 10m và khổ 20m. Còn khi mà các bác muốn khổ ngắn hơn ấy thì các bác mua về các bác chăng. Các bác chăng đến đâu các bác có thể là tự lấy kéo cắt được. Đối với cái dòng này thì nó chỉ có diềm trên thôi các bác nhé. Diềm dưới thì các bác cứ để thả xuống đất và dùng những cái que, những cái ghim. Các bác ghim xuống đất thì đảm bảo là khi mà những con rắn nó trườn qua ấy, thì nó sẽ không qua lưới được của các bác. Và đối với cái dòng này thì những con rắn ấy thường là đầu và đuôi sẽ nhỏ hơn cái phần giữa, nên là khi mà các bác mua những cái loại lưới thích hợp ấy, thì các bác có thể bắt được những cái dòng rắn to. Từ tại sao thì em lại giới thiệu là bắt được từ 3 lạng cho đến 3 cân rưỡi, 4 cân, hoặc là 5 lạng cho đến 4 cân rưỡi, 5 cân, là vì cái đầu của nó rất là bé. Khi mà nó bò vào lưới thì nó sẽ bị mắc và nó sẽ dãy giụa và nó sẽ bị những cái mắt này giữ lại. Đấy, dòng lưới này thì toàn bộ là hàng lưới Nhật các bác nhá. Lưới Nhật dù rất là óng và dai các bác nhá. Đảm bảo cho các bác là khi các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, các bác búng thoải mái, không bị đứt. Đối với cái sợi nó dai như thế này ạ thì các bác mới có thể giữ được những con rắn từ 3 cân đến 5 cân các bác nhá. 3 cân đến 5 cân. Và đặc biệt là cái sợi của nó là sợi 3. Sợi 3 nó rất là tàng hình. Đối với con rắn thì khi mà các bác đánh những cái sợi như thế này thì nó rất là bén. Sợi 4 thì có thể là giá thành ở các shop khác bán có thể là rẻ hơn, nhưng mà độ bén thì nó không bén bằng sợi 3. Và nó sẽ làm chảy xước những cái vảy của con rắn. Khi mà các bác bắt được đi bán thì nó sẽ không được giá. Đối với cái dòng này thì chiều cao của nó là 50 phân các bác nhá. Chiều cao của nó 50 phân. Đối với cái màu cỏ khô này thì khi mà các bác đánh ở những cái bờ cái bụi ấy, khi mình đánh, mình đi rồi ấy, thì những cái người ta đi chăn trâu cắt cỏ, người ta không thể phát hiện được lưới của mình, nên là không bị mất lưới. Không bị mất lưới các bác nhá. Dòng này thì khi mà các bác cứ răng quanh bờ ao hoặc là răng ở những cái rãnh, những cái rãnh, những cái cống ấy, là những cái con rắn nó rất là hay bò qua và nó rất là hay dễ mắc các bác nhá. Đối với cái dòng lưới này thì giá thành của nó rất là rẻ. Giá thành của nó rất là rẻ. Khi các bác mua những cái tay 10m, tay 20m thì nó chỉ hơn 100.000 thôi. Và các bác đánh được một con rắn ví dụ 3 cân, 4 cân thì bán rất là được giá trị. Và khi mà các bác đánh rắn thì các bác đánh những con to thì bán nó sẽ giá trị hơn là những con bé. Nên là ở shop thì nó chỉ có lưới mắt 4, mắt 5 thôi các bác nhá. Nhiều bác điện đến hỏi lưới mắt 3 thì bên shop là không có. Tại vì đánh những cái con nó bé bán giá thành nó không được hiệu quả, cũng không mang lại giá trị kinh tế cao. Thì ngoài bán lưới rắn này ra thì bên shop còn rất là nhiều những cái loại lưới, ví dụ như lưới úp chim ngoái cũng như là lưới các bác đánh chim đêm. Bác nào mà xem được video mà cần mua những cái lưới đánh rắn cũng như là lưới đánh chim đêm thì hãy để lại số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo để bên shop được tư vấn, chốt đơn gửi hàng các bác nhé. Một cái video ngắn giới thiệu về những cái tấm lưới đánh rắn đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.